Lò rực lửa, 4 đại án ngân hàng không đồng gây rúng động dư luận, khiến loạt cán bộ cấp cao lãnh án. 2 phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị bắt vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông chủ xưởng may trúng số 8 tỷ đồng phải trốn biệt tăm vì nhiều ăn xin tìm đến. Triệu tập nhóm đối tượng chặn đường đánh tài xế và phụ xe khách tại Nam Định. Đề nghị xử lý nghiêm cán bộ sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International. Thưa quý vị, công tác phòng chống tham nhũng và ngăn chặn thất thoát, lãng phí của Đảng ta một cách mạnh mẽ và quyết liệt trong suốt hàng thập kỷ qua. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Đảng và nhà nước ta đã kiên quyết xử lý mọi đối tượng vi phạm, bất kể họ là ai, dù là lãnh đạo cấp cao hay những cá nhân có chức quyền. Nếu vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho đất nước, họ đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong những năm gần đây, dư luận đã chứng kiến nhiều vụ đại án liên quan đến ngành ngân hàng gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Những cá nhân lãnh đạo trong các vụ án này đều đã bị xử lý nghiêm minh, gánh chịu hậu quả pháp lý thích đáng. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành ngân hàng đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực rà soát tình hình tài chính và chuẩn bị sẵn sàng tài liệu tổ chức lễ chuyển giao 2 ngân hàng không đồng. Cụm từ ngân hàng không đồng xuất hiện năm 2015, khi Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của 3 ngân hàng thương mại gồm Đại Dương, Ocean Bank, Xây dựng, VNCB, nay là CB Bank, Dầu khí Toàn cầu, GP Bank. Hiện nay, ngoài 3 đơn vị này, Ngân hàng Đông Á DAB cũng nằm trong diện ngân hàng không đồng. Cả 4 ngân hàng không đồng nói trên đều liên quan đến những đại án với hàng loạt doanh nhân nổi tiếng, quan chức, lãnh đạo cấp cao vướng lao lý. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết từng vụ việc. 1. Vụ Ocean Bank, ông Đinh La Thăng lĩnh án. Ngân hàng Hải Hưng dưới sự điều hành của Chủ tịch Hà Văn Thắm có bằng tiến sĩ kinh doanh tại Mỹ đã chuyển mình thành Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank. Ông Thắm từng 2 năm liền giữ vị trí giàu thứ 8 trên thị trường chứng khoán. Nhưng năm 2014, vị này bị bắt với cáo buộc vi phạm cho vay liên quan các khoản tín dụng của Phạm Công Danh, cựu chủ tịch VNCB. Hà Văn Thắm sau đó lĩnh án tù chung thân về các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, luật hình sự năm 1999, tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra với các khoản vay có sai phạm tại Ocean Bank, ông Phạm Công Danh bị phạt 14 năm tù, bà Hứa Thị Phấn đã mất lĩnh 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, luật hình sự năm 1999. Trong vụ án khác liên quan góp vốn vào Ocean Bank, ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bị phạt 18 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, luật hình sự năm 1999. Hồ sơ thể hiện, PVN từng có một ban chủ bị để thành lập tổ chức tín dụng riêng là Ngân hàng Hồng Việt, nhưng sau đó không được đồng ý. Vì vậy, năm 2008, Nguyễn Xuân Sơn, trưởng ban chủ bị Ngân hàng Hồng Việt, sau làm phó tổng giám đốc PVN, liên hệ với Hà Văn Thắm, ngỏ ý PVN muốn rót vốn vào Ocean Bank. Ông Đinh La Thăng đồng ý việc này và dù chưa được chính phủ đồng ý, vẫn quyết định đầu tư tiền của PVN vào Ocean Bank để nắm 20% vốn tại nhà băng này. Năm 2011, luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Tuy vậy, ông Thăng không cho thoái vốn tại Ocean Bank mà ký văn bản giao cấp dưới làm người đại diện phần vốn của PVN tại Ocean Bank với tỷ lệ 20%. Tổng cộng, PVN đã góp 800 tỷ đồng vào Ocean Bank. Số tiền này trở thành thiệt hại khi Ocean Bank bị Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc với giá không đồng, dẫn tới quyền và nghĩa vụ cổ đông của PVN tại ngân hàng phải chấm dứt. Ngoài ông Đinh La Thăng, nhiều cán bộ PVN cũng vướng lao lý trong các vụ án của Ocean Bank, như ông Nguyễn Xuân Sơn bị tòa phúc thẩm phạt tử hình nhưng được kiến nghị cấp có thẩm quyền giảm án. 2. Đại án CB Bank, loạt sai phạm của Phạm Công Danh. Vụ án đầu tiên liên quan CB Bank được xét xử sơ thẩm năm 2016, phúc thẩm năm 2017. Hồ sơ thể hiện khi được chấp thuận phương án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín, Trust Bank, ông Phạm Công Danh, chủ tịch công ty Thiên Thanh đã mua lại cổ phần của nhóm cổ đông Phú Mỹ và lên nắm quyền kiểm soát tái cấu trúc Đại Tín khi đang làm ăn thua lỗ và đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB, sau mua không đồng là CB Bank.
quá trình điều hành ngân hàng, ông Danh chỉ đạo cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án tháng 7 năm 2014, VNCB bị âm vốn hơn 18.000 tỷ đồng. Trong vụ án, ông Danh bị xác định chỉ đạo tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống core banking gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng 63 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc thuê hai trụ sở tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại 581 tỷ đồng, chỉ đạo rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản trên các ủy nhiệm chi và rút 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay, chỉ đạo việc phát hành ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB 903 tỷ đồng. Tổng thiệt hại ở các hành vi trên của Phạm Công Danh là hơn 7.000 tỷ đồng và vị này bị phạt 30 năm tù. Đến năm 2018, tòa án phạt Phạm Công Danh 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp án cũ 30 năm bằng 30 năm tù, tù có thời hạn tối đa là 30 năm. Cùng tội danh, ông Trầm B từ Sacombank bị phạt 4 năm tù. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc quá trình điều hành VNCB, ông Danh cần tiền trả nợ, duy trì hoạt động và đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng, nhưng không thể trực tiếp vay của ngân hàng do mình làm chủ. Vị này do vậy chỉ đạo cấp dưới dùng tiền của VNCB vay hơn 6.100 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank, BIDV và TPBank. Đây được xác định là thiệt hại của VNCB. 3. Đại án Ngân hàng Đông Á. Ngày 1 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phạt ông Trần Phương Bình, cố chủ tịch Ngân hàng Đông Á DAB, án 8 năm tù. Tổng hợp các bản án trước đó là tù chung thân. Ông Bình mất vào tháng 6 năm 2024 và trước đó vướng vào 4 vụ án đều xảy ra tại DAB. Trong vụ án xảy ra năm 2007, cơ quan tố tụng cho rằng DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Bị cáo Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Thị Ngọ, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nguồn Nhân lực Châu Á-Thái Bình Dương về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn tiền từ vốn vay DAB. Tiếp đó, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Thị Ngọ vay 10 khoản với tổng số tiền là 297 tỷ đồng. Đến năm 2008, các khoản vay trên đến hạn nhưng bà Ngọ không có khả năng trả nợ nên đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay hơn 1.000 tỷ đồng nữa để đảo nợ khoản vay cũ. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của DAB với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Trừ giá trị tài sản đảm bảo, ngân hàng bị thiệt hại 981 tỷ đồng. Trong vụ án khác được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, ông Trần Phương Bình cùng 9 người bị cáo buộc gây thất thoát 184 tỷ đồng cho DAB liên quan đến các khoản vay của Phan Thị Mai, cựu giám đốc công ty An Phát. Trước đó vào năm 2018, ông Trần Phương Bình bị tuyên án tù chung thân với cáo buộc cấu kết cùng Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Cụ thể, ông Bình với vai trò là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, nhưng đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.405 tỷ đồng. Hành vi của ông Trần Phương Bình và đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế số tiền 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm số tiền 25.451 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015. Lần thứ hai, ông Bình bị tuyên án tù chung thân là trong vụ việc duyệt cho 4 nhóm khách hàng gồm công ty Hiệp Phú Gia, TTC, công ty Đồng Tiến, công ty MNC, công ty Tân Vạn Hưng vay không đúng quy định, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.751 tỷ đồng. 4. GP Bank và những khoản cho vay nghìn tỷ. Tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án thiệt hại 4.758 tỷ đồng tại Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank. Nhà băng này có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Ninh Bình, vốn điều lệ năm 2014 là 3.018 tỷ đồng. Trong đó, ông Tạ Bá Long, cựu chủ tịch hội đồng quản trị GP Bank và nhóm liên quan sở hữu gần 35% vốn, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng. Còn ông Đoàn Văn An, cựu phó chủ tịch GP Bank và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn, ứng với gần 1.670 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Long cùng gia đình lập công ty đầu tư xây dựng và phát triển Thành Trung, vốn điều lệ hơn 202 tỷ đồng. Công ty Thành Trung là cổ đông góp hơn 58% cổ phần tại công ty Thủ Đô, đơn vị sở hữu tòa nhà Capital Tower, Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ông Đoàn Văn An và người nhà thì sở hữu 75% cổ phần tại công ty Sao Bắc. Ông An còn sở hữu công ty cổ phần sân golf Ngôi Sao Chí Linh, là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lải. Từ năm 2009 đến năm 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ, GP Bank và chi cá nhân, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã dùng các công ty Thành Trung, Đại Lải và Chí Linh phát hành trái phiếu bán cho công ty tài chính thu về 3.380 tỷ đồng. Trong số tiền trên, các ông Long và An dùng 2.611 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ GP Bank lên 3.018 tỷ đồng, chi 512 tỷ đồng trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu, dùng 255 tỷ đồng cho hoạt động của các công ty Thành Trung, Đại Lải và Chí Linh. Sau đó, do không có tiền trả cho EVN Finance, nên Tạ Bá Long và Đoàn Văn An thống nhất rút tiền của GP Bank để trả nợ trái phiếu. Việc rút tiền được thực hiện thông qua các hợp đồng mua 58% diện tích tại tòa nhà Capital Tower từ công ty Thành Trung với giá 2.200 tỷ đồng, hợp đồng xây dựng kinh doanh dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc, GP Bank. Qua hai hợp đồng, GP Bank cho vay 3.900 tỷ đồng. Khi khởi tố vụ án vào tháng 7 năm 2015, các công ty Thành Trung và Sao Bắc nợ GP Bank gần 3.900 tỷ đồng tiền gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi, không có khả năng thanh toán. Tòa án do vậy phạt ông Tạ Bá Long 5 năm tù, Đoàn Văn An 13 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án thứ hai liên quan ngân hàng, các ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An tiếp tục bị xử lý hình sự về tội vi phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong vụ án gây thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại GP Bank. Hai phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị bắt vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 16 tháng 10, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trong sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới trụ sở Ủy ban thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Dự và ông Hà Thế Anh, cùng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chính, và ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chính. Theo đó, những bị can trên bị khởi tố, bị bắt tạm giam do liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý. Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị bắt giữ gồm Trần Văn Công, sinh năm 1960, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương; Chu Đức Khương, sinh năm 1979, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, sinh năm 1970, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chính; Lê Đình Khoa, sinh năm 1974, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chính; và Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1969, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính. Theo nguồn tin, nhóm bị can này có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, ký hồ sơ giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Chính trong thời gian ông Trần Văn Công đang đương nhiệm. Do đang trong quá trình điều tra nên Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về sai phạm của ông Công và những người liên quan. Ông chủ xưởng may trúng số 8 tỷ đồng phải trốn biệt tăm vì nhiều ăn xin tìm đến. Ông Huỳnh Thanh Dê, sinh năm 1968, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, chủ một cơ sở may gia công, gặp không ít phiền toái sau khi trúng số độc đắc. Thậm chí ông không ngờ rằng gia đình phải trải qua chuyện kinh hoàng như vậy. Cách nhà ông Dê chừng 400 mét, có người đàn ông tên Năm Đỏ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, làm nghề bán vé số dạo. Hôm nào trời mưa hoặc bán vé số ế, ông thường mang đến nhờ anh Dê ôm dùm. Anh Dê nói, tôi chủ yếu giúp cho ông Năm Đỏ thôi, chứ bán 50 vé mà ế 10 vé lận thì lời đâu cơ chứ.
Hôm ấy, gần Tết Nguyên đán, ông Năm Đỏ lết từng bước chân nhọc nhằn trở về nhà sau ngày dài lang thang khắp nơi. Lúc này, ông Dê đang đứng tưới cây cạnh hàng rào, liền được ông ngỏ ý mời mua 10 tờ vé số ế. Ông Dê gật đầu đồng ý, rồi lấy tiền ra trả và không bận tâm đến chúng vì Tết đến, nhà còn bao việc. Một giờ sau, người đàn ông bán vé số lật đật chạy tới nhà thông báo cho ông Dê biết 10 tờ vé số đã sổ, trong đó có 5 tờ trúng độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng một tờ, 5 tờ còn lại trúng giải an ủi 100 triệu đồng một tờ. Tổng số tiền trúng lên tới 8 tỷ đồng. Có trong tay tiền tỷ, ông Dê và gia đình vui mừng khôn xiết. Sáng 29 Tết năm Ất Mùi, vợ chồng ông điện cho Ủy ban Nhân dân 3 xã nghèo ở Long An tặng 300 phần quà, hỗ trợ 10 triệu đồng cho dân phòng Cầu Voi ăn Tết, tặng đội dân phòng ấp ông ở 6 triệu đồng và bồi dưỡng 10 đội viên dân phòng mỗi cá nhân 1 triệu đồng. Nhưng từ lúc nhận thưởng đem về, gia đình ông gặp nhiều phiền phức từ những vị khách không mời mà vẫn đến nhà. Ông Dê nhớ lại và chia sẻ, tôi và vợ phải đi trốn biệt tăm như bị truy nã vậy. Tôi không biết từ đâu mà dân ăn xin, giả bệnh tật mỗi ngày có tới 40, 50 người. Họ đến nhà, người nằm, người ngồi, người leo hàng rào để xin được tiền suốt cả tuần lễ. Hết Tết vẫn lai dai, còn người tìm tới. Theo đó, thông tin ông Dê trúng số làm từ thiện không biết từ đâu đã lan rộng. Vào thời điểm Tết Nguyên đán, mỗi ngày có vài chục người thuê xe tìm tới nhà ông rồi ngồi tại cổng khóc lóc, van xin đòi bằng được 5 triệu đồng mới chịu về. Tỷ phú vé số nói, tôi sẵn sàng bỏ ra 40 triệu đồng để cho một lượt 40 người, mỗi người 1 triệu đồng. Nhưng khó chịu nhất là tôi cho rồi, họ về kêu nhóm ăn xin khác tới ngồi trực chờ ở cổng. Tết mà chúng tôi đâu có mặt ở nhà để cúng ông bà tổ tiên chứ, chỉ biết trốn càng lâu càng tốt. Chưa dừng ở đó, Ủy ban Nhân dân xã nơi ông Dê sinh sống còn nhận được nhiều lá thư gửi qua đường chuyển phát nhanh của người dân ở nhiều tỉnh thành gửi về, với bên ngoài bì thư ghi rõ vợ chồng Dê Cầu Voi để xin hỗ trợ tiền chữa trị bệnh. Ông Dê cho biết nếu họ nghèo và bệnh tật thật thì ông sẵn sàng giúp đỡ vì đó là tình người. Nhưng đó lại là một số đối tượng giả danh hoặc chăn dắt trẻ em, người bệnh đến để kiếm tiền và chia phần. Triệu tập nhóm đối tượng chặn đường đánh tài xế và phụ xe khách tại Nam Định. Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 14 tháng 10, một vụ xô xát đã xảy ra tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, khiến lái xe và phụ xe khách phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng hành hung hai người này lên làm việc. Vào thời điểm trên, xe khách Mỹ Anh mang biển kiểm soát 18G00060 chạy tuyến giao thủy Nam Định, bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội, đang lưu thông đến địa phận thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực thì bất ngờ bị ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 35A03259 chặn đường. Các đối tượng trên xe ô tô con mang theo hung khí, gây gổ và tấn công tài xế và phụ xe của nhà xe Mỹ Anh. Hậu quả, tài xế Phạm Văn Hưng, sinh năm 1993 và phụ xe Lương Minh Yên, sinh năm 1983 bị đánh gây thương tích. Hình ảnh ghi lại cho thấy lái xe bị chảy nhiều máu ở đầu, phụ xe cũng bị thương ở đầu và tay chân. Sau đó người dân đã hỗ trợ đưa cả lái xe và phụ xe vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Cùng với đó, hành khách trên xe khách Mỹ Anh cũng bị một phen hoảng loạn, phải chuyển sang một xe khác để tiếp tục hành trình. Theo phụ xe Lương Minh Yên, các đối tượng tấn công được cho là thành viên của một nhà xe khác, có mâu thuẫn trong việc tranh giành giờ chạy giữa hai nhà xe từ trước. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo công an huyện Nam Trực cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh làm rõ. Đề nghị xử lý nghiêm cán bộ sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International. Ngày 16 tháng 10, Bộ Công an phát cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Theo cơ quan chức năng, tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị truy tố Lê Văn Vàng, 43 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Lương Việt Anh, 37 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International. Theo kết quả điều tra, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh, nhưng do dịch COVID-19 nên không triển khai thực hiện được. Sau đó, khi nắm được nhu cầu của nhiều người trình độ tiếng Anh hạn chế nhưng lại đang cần có chứng chỉ để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ thi tuyển đầu vào tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nhà nước, Vàng đã đề nghị liên kết với Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam do Lương Việt Anh làm viện trưởng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ với danh nghĩa Cambridge International.
các đối tượng quảng bá đây là một tổ chức uy tín trên thế giới về đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để thu hút những người có nhu cầu cấp chứng chỉ, đăng ký và từ đó chiếm đoạt tiền. Để thực hiện, Lê Văn Vàng tự soạn thảo ra một tài liệu tiếng Anh có tiêu đề Letter of Acceptance đề ngày 21 tháng 5 năm 2021 được dịch ra tiếng Việt là thư chấp thuận và tự ký tên là Max Mooney, đóng dấu tròn màu đỏ nội dung Cambridge International Surf. Sau khi chuẩn bị xong, Vàng chuyển cho Việt Anh bản dịch thư chấp thuận để tổ chức quảng cáo và tổ chức thi dưới hình thức online cho các thí sinh có nhu cầu lấy chứng chỉ bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2022 cho đến khi bị phát hiện. Các đối tượng đã mua lại hai trang web http://cambridgetest.online, http://cbriglobal.info, thuê tên miền và thuê người xây dựng chương trình thi online trên trang web với 4 kỹ năng: nghe nói, đọc viết, kiểm tra đánh giá, chấm điểm tự động năng lực ngoại ngữ. Riêng kỹ năng nói, thí sinh ghi âm bài kiểm tra nói và gửi vào địa chỉ thư điện tử học và làm 7979a@gmail.com do Việt Anh tạo lập và sử dụng để chấm điểm, tương tự như giao diện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS để tạo sự tin tưởng của thí sinh. Việt Anh cũng cung cấp cho thí sinh dịch vụ tra cứu kết quả thi tại trang web http://cbriglobal.info. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ hai con dấu có tên Cambridge International và nhiều tài liệu như điện thoại, máy tính liên quan đến hoạt động thi cấp chứng chỉ Cambridge International. Quá trình cảnh sát đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức thi cho các thí sinh vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và đã cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International với giá 2,3 đến 18 triệu đồng một chứng chỉ. Theo Bộ Công an, trên cơ sở văn bản kiến nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật. Trường hợp phát hiện cán bộ công chức viên chức sử dụng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, không tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của những tổ chức thành lập không đúng quy định của pháp luật.